Xin chào tất cả các anh em đam mê nhé. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục giới thiệu lên và giới thiệu cho các bác về bốn cái mẫu bơm tay cao áp được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều nhé. Đây đều là những cái dòng bơm tay dùng bền bỉ theo thời gian, giá cả cũng cực kỳ là hợp lý cho các bác chơi nhé. Đấy. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết từng mẫu bơm và báo giá công khai cho anh em nhé. Đấy, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu và đi cho các bác về một cây bơm được anh em chờ đợi nhất của năm 2023 các bác nhé. Đây. Trên tay em đang cầm đây là một mẫu bơm hoàn toàn mới nhé. Hoàn toàn mới, chất lượng thì đã được thời gian chứng minh và bên em cũng thử đi thử lại trải nghiệm rất là nhiều lần nhé. Đây là bơm đại bàng này, đồng hồ to, lọc ẩm to các bác nhé. Chân con này là gấp đấy, rất chi là xịn sò các bạn đấy. Đặc biệt là cái bơm này nhé các bác nhé, cái con bơm này là hàng của Nhật các bác nhé. Hàng của Nhật thì các bác cứ yên tâm về chất lượng nhé. Đấy, chất lượng của hàng của Nhật đây các bác nhìn quan sát đồng hồ nhé. Đây các bác quan sát gần đây cho em nhé. Đây có chữ Japan các bác nhé. Đấy. Đấy, tai nghe mắt thấy các bác xem luôn nhé. Đấy, có chữ giai ban bơm của Nhật. Con này thì đặt một cấp rồi nhé. Trước đây các bác nào đều dùng những cái bơm FB con báo ấy. Bây giờ các bác muốn một làn gió mới, các bác chuyển sang cái dòng bơm này rất chi là hợp lý nhé. Con này thì nó có rất chi là nhiều ưu điểm, em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về những cái ưu điểm của nó luôn. Đấy, đầu tiên là phải kể đến là trong bơm con này đã có sẵn nước làm mát. Các bác bơm nó sẽ tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh, không bị nóng nhé. Thì dòng sim nó cực kỳ là bền, các bác dùng vài năm vẫn ok, không bao giờ lo hỏng dòng sim, hỏng ti, hỏng phớt. Đấy, đấy là ưu điểm rất lớn. Đấy, cái thứ hai, con này là thân bơm được làm bằng inox 3 lớp các bác nhé. Đấy, rất chi là bền. Đấy, các bác bơm nên nhanh nên khỏe. Bao cho các bác con này nhé, con bơm đại bàng này thì em sẽ bảo hành cho bác, dùng trong vòng bảo hành cho bác 1 năm nhé. 1 năm lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất vấn đề gì em bảo hành cho bác trong thời gian hạn 1 năm. Đấy, cực kỳ là dài. Thời gian bảo hành lâu nhất trong các loại bơm luôn các bác nhé. Đấy. Con này thì bây giờ em đang bán giá công khai cho anh em nhé. Con bơm đại bàng bán giá công khai cho anh giá là 1.200.000 nhé. 1.200.000. Đến nơi anh em được quyền kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận. Phụ kiện đi kèm bao gồm một lọ dầu này, một túi răng sim này. Trong túi răng sim này thì nó sẽ có theo một cái van bơm xe đạp xe máy này, một cái ốc test bơm này đây, và những cái này là dòng sim để anh em thay sửa bơm nhé. Đấy, nó còn có kèm theo một túi bông nữa nhưng mà em quên không để ở đây rồi. Một cái cà lê để anh em xoáy thay sửa bơm các bác nhé. Đấy, là một túi bông nữa. Đấy, đấy, đầy đủ phụ kiện đến nơi cho anh em được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Đấy, hàng đúng như mô tả, đúng mẫu mã, đúng như các bác xem trong video các bác nhận hàng giúp em nhé. Còn hàng này là hàng có bảo hành. Đấy, cái bơm này thì em sẽ bao cho anh em bơm nhé. Khoảng mức áp của nó là khoảng từ 300 đến 350 cân trên một nốt nhạc nhé. Đấy, khi các bác bơm nhé, các bác bơm thì các bác vặn cái van xả áp này vào nhé, vặn van xả áp này vào. Đấy, xong rồi các bác kéo cái đầu này xuống nhé, các bác kéo cái đầu này xuống cho em, xong các bác cắn vào cái van một chiều nhé. Đấy, khi các bác bơm xong, đã bơm xong đầy khoảng 200 hoặc 250 cân tùy theo ý các bác, thì các bác phải xả cái van này ra, xong các bác kéo mới rút được cái này ra khỏi cái van bơm của mình nhé. Đấy, cái con bơm này thì giá trị của nó thì cũng bình thường thôi, nhưng mà đổi lại thì nó mang đến cho các bác tầm tiền các bác bỏ ra 1.200.000 thì các bác chắc chắn sẽ không phải hối hận khi mua cái cây bơm này nhé. Nó rất xứng đáng với đồng tiền bát gạo, tiền nào của đấy mà các bác, giá cả luôn luôn đi đôi với chất lượng rồi. Thì trong chương trình ngày hôm nay, đầu xuân năm mới, bên em cũng sẽ có chương trình tặng quà cho các bác nhé. Bác nào mua bơm nhé sẽ được tặng một cái đèn pin XMLT6 như này các nhé. Đấy, đây đèn pin XMLT6 các nhé, một đèn pin XMLT6. Các bác mua cây bơm 1.2 triệu này sẽ được tặng một đèn pin như này các nhé. Đấy, cái này đèn pin này có sạc được các nhé. Đấy, có sạc được, về các bác gắn vào các bác đi xoay đỉnh của chóp nhé. Đấy, con này là 1.200.000 có tặng một phần quà là đèn các bác nhé. Đấy, tiếp theo em lên cho các bác giới thiệu cái mẫu bơm thứ hai nhé. Mẫu bơm thứ hai thì em lên cho bác đây là mẫu FB con báo này. Đây các bác quan sát mẫu FB con báo chân gấp này. Đấy các bác, chân gấp thì rất là tiện, các bác cho vào ba lô này, cho vào túi này, các bác đi rừng đi phượt rất chi là hay. Ví dụ qua đang bèn nó hết hơi, các bác có thể lấy bơm ra mình chế luôn nhé. Con này là đồng hồ to 50 mba, lọc ẩm là lọc ẩm to các bác nhé. Đấy, con này bao cho anh em bơm nhẹ nhé, bơm nhẹ và lên khá nhanh vì nó là thân bơm to, bầu to. Đấy, cái mẫu này các bác mua em sẽ tặng cho bác thêm một chai nước làm mát như này nhé. Đấy, cái vì cái bơm này nó không có nước làm mát, em tặng các bác một chai nước làm mát như này về anh em đổ vào bơm nhé, dùng cực kỳ là bền luôn. Đấy, con này thì giá báo công khai cho anh em nhé là 900.000 nhé. 900.000 con bơm phiên bản đặc biệt nhé, FB con báo phiên bản đặc biệt nhé. 900.000 các bác bơm lên cực kỳ là nhanh và nhẹ luôn nhé. Cây bơm thứ ba em giới thiệu đến cho các bác này, cây bơm này là cây bơm đồng hồ to lọc ẩm bé các bác nhé. Đấy,
Đồng hồ to lọng ẩm bé đây gọi là cái bơm nhỡ ạ. Đấy, đồng hồ to lọng ẩm bé này, đồng hồ to lọng ẩm bé, chân thì cũng chân gấp. Đấy. Chân gấp các bác thấy tiện không? Quá là tiện đúng không? Xịn sò, sang xịn mịn. Con này bao cho các bác bơm mức áp khoảng 250 đến 280 cân nhé, trên một nốt nhạc nhé. Cái bơm nhỡ này thì giá cũng vô cùng hợp lý thôi. Hôm nay em bán cho các bác là giá 800 nghìn các bác nhé. 800 nghìn đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Phụ kiện đầy đủ cho các bác, một lọ dầu này, một cà lê, một túi lăng xi và một túi bông lọc các bác nhé. Đấy. Tiếp theo lên cho bác cái bơm thứ tư, cái bơm cuối cùng nhé. Con này là đồng hồ bé các bác nhé. Đồng hồ bé này, lọc ẩm bé này. Chân con này là chân cánh én không có gấp được các bác nhé. Chân cánh én không gấp được. Đấy, khi các bác dùng thì các bác cũng vặn va xả vào như những cái mẫu bơm này. Khi các bác dùng xong các bác vặn va xả ra nhé. Đấy, còn các bác gắn đầu thì các bác kéo cái này xuống cho em nhé. Đấy. Con này bơm cho em, bao cho em bơm khoảng 220 đến 250 cân nhé. Đồng hồ bé hoặc ẩm bé, các bác nào chơi Condo FX truyền thống được hết. Con này giá thì rẻ nhất trong phân khúc chỉ có 600 nghìn thôi nhé, 600 nghìn thôi. Các bác chỉ cần bỏ ra 600 nghìn sở hữu ngay một con đồng hồ nhỏ lọc ẩm nhỏ chân cánh én không gấp nhé. Đây, còn các bác nào tham khảo bốn cái mẫu bơm này, tùy theo túi tiền của các bác lựa chọn cho mình một mẫu bơm phù hợp nhé. Nếu các bác muốn dòng cao cấp thì mình có thể lấy bơm loại bàng này, con này là hàng của Nhật 1,2 triệu nhé. Bơm thì chắc chắn là sẽ phải sướng hơn ba cái mẫu này rồi. Còn nếu bác nào tiền nó có hạn ấy, thì mình có thể lấy những cái dòng tầm trung nhé. Những dòng tầm trung thì giá cả nó cũng dễ chịu hơn đấy. Đây là bốn cái mẫu bơm bên em đang bán ra và được các bác luôn luôn tin tưởng sử dụng khá là nhiều đấy. Đây có thể nói là những cái mẫu bơm là quốc dân, mẫu bơm huyền thoại nhé. Ai cũng có thể mua, cũng có thể dùng được vì giá nó hợp lý, nó bền bỉ theo thời gian các bạn đấy. Nó cũng trong tầm tiền đấy, chứ không phải là cái gì cao sang quá đấy. Thì em giới thiệu qua về bốn cái mẫu bơm. Bạn nào muốn mua nhé thì có thể gọi là điện trực tiếp đến ba đầu số kiểu của shop. Các bác thích cái mẫu bơm đại bàng thì gọi đến ba đầu số của shop. Các bác bảo em ơi bán cho anh cây bơm đại bàng giá 1,2 triệu nhé. Và cây bơm bản đặc biệt các bác bảo em ơi bán cho anh cây bơm bản đặc biệt giá 900 nghìn, cây bơm nữa là 800, cây bơm bé là 600. Đấy, mức giá này đều là mức giá bên em đang niêm yết trên thị trường nhé. Còn các bác nào muốn mua được một mức giá tốt hơn thì các bác có thể gọi điện trực tiếp cũng để ép giá luôn các bác nhé. Đấy, anh em mình sẽ đi đến thỏa thuận này. Và bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em.